Sáng ngày 8 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 10 Ủy ban nhân dân tỉnh để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Các sở ngành đã báo cáo tình hình bình ổn thị trường, chuẩn bị hàng hóa trong các đợt cao điểm tiêu dùng cuối năm 2022, tình hình sản xuất và kế hoạch cung ứng nông sản ra thị trường, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh việc chuẩn bị tổ chức các sự kiện lễ hội những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Về phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm đạt kết quả rất tích cực. Tình hình tiêu thụ các loại nông lâm thủy sản trong tháng tiếp tục ổn định, giá bán có chiều hướng tăng cao. Công nghiệp thương mại dịch vụ tiếp tục duy trì đà phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lũy kế 10 tháng ước đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, vượt 4% so với kế hoạch gia tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Về nhiệm vụ trong hai tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để thiếu thuốc vật tư y tế trong khám và điều trị cho người dân. Cùng với đó tiếp tục ra soát các chỉ tiêu của từng ngành chưa đạt, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tạo điều kiện cho các dự án đăng ký đầu tư mới để tạo động lực phát triển kinh tế. Với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, Ông Phạm Thị Nghĩa đề nghị tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở các công trình và sớm chuẩn bị thủ tục đầu tư cho năm 2023. Từ đây đến cuối năm và dịp Tết năm 2023 trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều sự kiện lễ hội lớn, do đó các ngành địa phương, nhất là Sở Văn hóa thể thao và du lịch phải chuẩn bị tốt kế hoạch và tham mưu kịp thời cho Quỹ ban nhân dân tỉnh.